Hòa bình là một mục tiêu cao cả và cần thiết, và là con đường thiết thực duy nhất dẫn đến một thế giới tốt đẹp hơn, công bằng hơn cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, ở nhiều nơi, chúng ta đang thất bại trong sự nghiệp kiến tạo hòa bình. Thay vì chiến đấu với nhau, chúng ta nên đoàn kết để đánh bại kẻ thù thực sự, nạn phân biệt chủng tộc, nghèo đói, bất bình đẳng, xung đột, khủng hoảng khí hậu và đại dịch Covid-19. Vào ngày quan trọng này, thời điểm tuân thủ 24 giờ bất bạo động và ngừng bắn, chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người làm nhiều hơn là hạ vũ khí. Chúng tôi kêu gọi nhìn nhận lại mối quan hệ đoàn kết mà chúng ta có và bắt tay vào công việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, hòa bình hơn. Đây là thông điệp của người đứng đầu Liên Hợp Quốc nhân ngày quốc tế hòa bình năm 2022. Cùng với đó là nghi lễ thỉnh chuông hòa bình, một nghi thức đậm chất Phật giáo để cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Tháp chuông với tạo hình Hanamido, ngôi chùa nhỏ được trang trí bằng hoa, tượng trưng cho nơi Đức Phật đản sinh cùng dòng chữ hòa bình thế giới tuyệt đối muôn năm. Tiếng chuông ấy thì nó vang vọng khắp tất cả vũ trụ, cầu nguyện cho tất cả lục đạo chúng sinh luân hồi biết quay về nơi tính giác ngộ và sống với cái cuộc đời thanh bình. Mà cái tiếng chuông của Liên Hiệp Quốc cũng không ngoài cái ý nghĩa đó, để đánh lên một tiếng chuông nói lên là tất cả cái thế giới này chúng ta yêu chuộng hòa bình và đem lại cái sự bình yên trong cuộc sống con người. Ở nhiều nơi khác trên thế giới, vào ngày này tiếng chuông hòa bình cũng ngân vang cộng hưởng về một thông điệp tiến bộ chung cho toàn nhân loại. Tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh Việt Nam, chuông hòa bình không chỉ để nguyện cầu bình yên, mà còn là một hiện vật chiến tranh đặc biệt. Năm 1960 đến năm 1972, quân đội Mỹ đã ném bom tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, gây ra nhiều mất mát đau thương. Những người thiệt mạng được nhân dân đưa về tập trung ở chùa Bửu Lâm do Hòa Thượng Thích Thông Giám chủ trì. Khi đó, để có chuông thực hiện nghi lễ đưa tang, một quả bom chưa nổ được cắt đôi, lấy vỏ, điểm nhãn bốn hán tự xuân hạ thu đông như quy luật bốn mùa xoay chuyển trong đất trời là vòng luân hồi sinh ly tử biệt theo triết lý Phật giáo, sau đó dùng sợi dây cáp treo lên giá làm đại hồng chung của chùa. Năm 2012 thì nhà sưu tập Nguyễn Ngọc Ảnh đã được chùa tặng cho quả chuông này để làm hiện vật bảo tàng, và tới năm 2020 thì nhà sưu tập Nguyễn Ngọc Ảnh đã tặng cho Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh với mong muốn truyền đải thông điệp vì hòa bình. Mỗi khi cử hành nghi lễ, tiếng chuông vang lên thân tâm lắng động, làm cho người nghe tưởng nhớ về những người đã mất vì cuộc chiến tranh phi nghĩa này, thể hiện rõ sự khủng khiếp và tàn bạo của chiến tranh. Và tiếng chuông cũng như là lời sứ giả, lời nhắc nhở về mong ước hòa bình của nhân dân Việt Nam. Chiếc chuông này có một ý nghĩa vô cùng to lớn, và tiếng chuông nó có một cái âm thanh rất là lạ. Tiếng chuông này nó mang một ý nghĩa mà em, theo cảm nhận của em, nó rất là thiêng liêng và nó khiến em cảm thấy rất là quý trọng nền hòa bình của dân tộc Việt Nam. Như vậy có thể thấy, biểu tượng chiếc chuông này đã góp phần nâng cao nhận thức về hòa bình, cũng như Phật giáo trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam luôn dấn thân, nhập thế, đồng hành cùng dân tộc phản đối chiến tranh, bảo vệ hòa bình. Ngày nay, tiếp bước tiền nhân, Chư Tôn Đức Tăng Ni không ngừng hoằng pháp, hỗ trợ an sinh xã hội, nâng cao nhận thức về hòa bình cho nhân dân. Điều đó còn được thể hiện mạnh mẽ trên trường quốc tế, khi Phật giáo Việt Nam kêu gọi đoàn kết, hòa bình, bất bạo động trong các sự kiện lớn như Đại lễ Phật Đản Vê Sắc, hội nghị các nhà lãnh đạo thế giới và tôn giáo truyền thống. Cái uy tín ảnh hưởng của Phật giáo Việt Nam cũng đã qua 40 năm nay cũng càng ngày càng sâu rộng, và tại hội nghị tại Kazakhstan, Thượng tọa Thích Đức Thiện cũng đã tham dự và lời phát biểu của Thượng tọa đối với vấn đề hòa bình. Đấy chính là những thông điệp truyền tải của Phật giáo Việt Nam đến hội nghị nói riêng và trên toàn thế giới nói chung, để cái xây dựng cái nền hòa bình trên một đất nước và mở rộng trên khu vực thế giới. Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng có cái duyên là tham gia vào các cái hoạt động về hòa bình trong liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Ủy ban Hòa bình Việt Nam hay là Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam, để cho nhân dân ta, mọi người ai cũng phải ý thức là tôn trọng cái hòa bình, sống làm sao để có thể tạo nên cái sự hòa bình, sự đoàn kết, sự hòa hợp ở trong đời sống bản thân, gia đình, và đưa đến cái sự an lạc, hòa bình cho nhân loại.
Với vai trò là tôn giáo vì hòa bình, có đông đảo tín đồ, Phật giáo giữ vững vai trò hộ quốc an dân, cùng nhân dân nâng cao nhận thức về hòa bình, đặc biệt là với giới trẻ. Đây cũng chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp trong những năm qua. Như tại chùa Linh Biểu, xã Tam Thắng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, hàng năm Chư Tôn Đức đều tổ chức các ngày lễ tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, đồng thời giảng giải về sự khốc liệt của chiến tranh cho bà con Phật tử. Không chỉ khóa lễ, việc thầy trò cùng nhau tham quan tại bảo tàng chứng tích như thế này là cách hiệu quả để mỗi người hiểu hơn về chiến tranh, qua đó thắp lên khao khát cháy bỏng về hòa bình. Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Hòa bình 21 tháng 9, thầy mong rằng tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ, cùng chung tay xây dựng một thế giới nói chung và đất nước Việt Nam nói riêng luôn được hòa bình, thịnh vượng, không chiến tranh, không bạo lực, không có sự phân biệt giữa chủng tộc, tôn giáo, màu da. Nằm trên di tích lịch sử địa đạo Kỳ Anh, nơi được mệnh danh huyền thoại trong lòng đất, chùa Linh Biểu là địa chỉ giáo dục truyền thống, giúp mọi người hiểu hơn về chiến tranh, từ đó khơi dậy tinh thần yêu chuộng hòa bình. Tại chùa, nhiều dấu tích xưa vẫn còn nguyên vẹn và được Chư Tăng Ni gìn giữ cẩn thận. Chùa Linh Biểu hiện nay đang nằm trong khu di tích cấp quốc gia địa đạo Kỳ Anh. Thì phía giữa chùa với lại phía sau chùa là có bản vẽ đường địa đạo của khu di tích. Cho nên trong suốt 10 năm qua, chúng tôi cũng đã liên hệ với các cấp chính quyền cũng như là giáo hội các cấp hỗ trợ cho việc mở rộng khuôn viên đất chùa để có cái chỗ thờ trang nghiêm. Trước là thờ chư Phật, sau thì thờ các vị tiền bối hữu công và anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì tổ quốc. Kỳ Anh, khi đó là vùng cát nằm bên ngoài tỉnh lỵ Quảng Tín. Trong tình thế bị bao vây, các lực lượng vũ trang cách mạng không có nơi ẩn náu an toàn. Đảng bộ xã Tam Thăng đã chọn phương án xây dựng một hệ thống địa đạo ngầm liên hoàn dưới lòng đất. Địa đạo Kỳ Anh ra đời vào năm 1967, đã tạo lợi thế lớn cho phong trào chiến tranh du kích, góp phần cùng lực lượng vũ trang mang lại hiệu quả trên nhiều mặt trận. Trong chuyến thăm, Chư Tôn Đức đã rất nỗ lực để đóng vai trò là hướng dẫn viên, giới thiệu tỉ mỉ về di tích này. Từ việc những khó khăn vất vả ra sao khi phải đào địa đạo ở vùng cát, bố trí những hầm bí mật như thế nào, cho đến câu chuyện về những người con hy sinh vì Tổ quốc, trong đó có cả những Phật tử chùa Linh Biểu. Chùa Linh Biểu có rất nhiều Phật tử, đoàn sinh, gia đình Phật tử đã ra đi làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Bây giờ hiện tại thì bàn linh của chùa này đang thờ 160 vị anh hùng liệt sĩ và 16 linh vị bà mẹ Việt Nam anh hùng. Phải đi trong những cung đường tối tăm chật hẹp như thế này, các bạn trẻ mới hiểu về khó khăn gian khổ của tiền nhân. Và rất nhiều người trong số đó đã không giấu nổi sự xúc động khi phần nào hiểu được dưới bom đạn là khát khao hòa bình của những con người khi đó. Với sự khéo léo trong kết hợp giữa giáo lý của Đức Phật và hiện thực đời sống, Chư Tôn Đức chùa Linh Biểu đã truyền tải một cách hiệu quả về giá trị của hòa bình với các bạn trẻ. Sau chuyến đi được thầy dẫn đây thông quan chùa Linh Biểu cũng như khu di tích địa đạo Kỳ Anh, đình Loan Thạch Tăng, con cảm thấy rất xúc động và tự hào trước những đóng góp to lớn của ông cha ta trong việc đấu tranh giữ gìn hòa bình cũng như có tiền thân của chùa Linh Biểu. Mình đã hy sinh vì độc lập của dân tộc ta. Nguồn gốc của chiến tranh chính là xuất phát từ tâm tham sân si. Vì vậy, nền tảng của hòa bình thế giới chỉ có thể xây dựng trên cơ sở của hòa bình nhân tâm. Và khi con người cùng hành động, chia sẻ giáo lý của Đức Phật cũng là lúc đang phát triển một cách bền vững hơn, mạnh mẽ hơn, và hòa bình nhờ vậy sẽ được xây dựng vững chắc hơn.